Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Trick Shot. Và trong thử thách ngày hôm nay, tôi và Trần Lê Duy Nhất sẽ có một màn thi đấu nho nhỏ. Đó chính là cú pitch. Cú đánh pitch shot là một cú đánh ở khoảng cách ngắn. Với thử thách ngày hôm nay thì tôi và anh Nhất sẽ có một mục tiêu chính xác là 50 yard tới vị trí cắm cờ. Bóng nằm ở trên fairway. Đây đúng ra nên là một tình huống tương đối đơn giản, tương đối dễ. Với thử thách hôm nay thì tôi và anh Nhất sẽ mỗi người có 7 trái bóng và cùng thi đấu xem ai có thể đưa bóng vào sát cờ hơn. Điều kiện đưa ra đó là người nào đã sử dụng cây gậy nào trong mỗi cú đánh thì người kia sẽ không được sử dụng cây gậy đó nữa. Và các lượt sẽ thay phiên nhau cho đến khi nào chúng ta có một người thắng cuộc. Anh nghĩ sao về thử thách này? Tôi thấy thì thử thách này tương đối khó đến khi chúng ta đến những cái cây gậy dài vì khoảng cách tương đối là ngắn. Nghĩa là càng về sau chúng ta càng ít lựa chọn. Nhưng mà càng ít lựa chọn thì càng phải sáng tạo. Và tôi nghĩ đây cũng là một thử thách tương đối hay. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem ai là người bắt đầu cú đánh đầu tiên theo hình thức tung ti. Đó là hình thức tương đối phổ biến ở Việt Nam. Vậy thì tôi sẽ phát trước. Và cú đánh đầu tiên chắc là tôi chọn cây gậy có lẽ là dễ đánh nhất. Đó là cây gậy 56 độ. Thế thì tôi mất cây 58. Chúng ta coi như là gậy tương đương. Dễ tương đương. 56 độ. Bóng có vẻ như đổ trái sang phải. Ôi nhẹ quá. Quá nhẹ. Tôi chọn cây 52. Cây gậy 52, vậy thì tôi cũng sẽ mất cây gậy 52. Quá đẹp. Như vậy là Nhất đã có một điểm. Tôi sẽ còn phải cố gắng hơn nhiều. Để tiếp theo tôi sẽ chọn cây gậy 48 độ, tương đương với cây gậy 50 độ. Quá nhẹ. Bóng xoáy nhiều quá. Tôi chọn cây pitching. Cây pitching, vậy thì tôi cũng sẽ mất cây gậy pitching. Đấy là một cú đánh phải gọi là hơi tệ. Tôi nghĩ là anh Nhất đang thả tôi. Và đôi khi sai lầm của đối thủ lại là điều may mắn với cả người chơi. Vậy thì tôi sẽ rất vui khi có được một điểm vừa xong. Tiếp theo tôi sẽ chọn cây gậy chín sắt. Thế thì tôi mất cây chín sắt. Cú đánh vừa xong là anh Nhất khiến tôi hơi run ở cú đánh này. Ôi mạnh quá. Green rất là nhanh. Rất là nhanh. Tôi chọn cây 8 sắt. 8 sắt. Vậy là tôi cũng sẽ mất cây 8 sắt. Ra tôi vẫn còn hơi hoang mang từ cú đánh trước nên đánh cú này hơi mạnh. Một tay là green nhanh quá. May mắn lại một lần nữa đến với tôi. Bây giờ tôi sẽ chọn 7 sắt. Ôi mạnh quá. Thì chắc phải trôi ra gần cuối green. Tôi chọn cây gậy 6 sắt. 6 sắt. Đến bây giờ thì tôi cũng gần hết gậy rồi. Rất là trôi.
trôi đi tương đối nhiều nhưng vẫn gần hơn trái bóng của tôi. Vậy là tỷ số đang là 2-2. Căng quá. Tôi sẽ chọn thực hiện 5 sắt. Tôi nghĩ bây giờ những cú đánh như thế này không còn là cú pitch nữa rồi. Ở khoảng cách 50 yard mà lăn nhiều như thế này sử dụng 5 sắt thì cú đánh này bây giờ lại là một cú chip. Và đúng thật là càng dùng gậy dài nhưng trong những tình huống này thì tôi lại càng cảm thấy mình phải biến hóa, tập trung nhiều hơn. Rất đẹp. Tận chồi thì rất là nhanh. Tôi chọn cây 4 sắt. 4 sắt. Vậy là tôi cũng mất 4 sắt. Chồi quá. Chồi nhanh quá. Wow. Rất khó. Bây giờ tôi cũng gần hết gậy rồi, tôi sẽ... Tôi biết là cây gậy hai sắt này sẽ hơi khó, tôi sẽ chọn cây gậy hybrid. Thế thì tôi mất cây 5 gỗ. Quả thực là căn lực rất là khó với những cái gậy như thế này. Bây giờ lại ngắn quá. Nhưng tôi thường thấy trên các giải như British Open thì các tay golf thường dùng gậy hybrid để chip. Vì chúng ta đánh ở châu Á nên không có điều kiện này nhiều. Đúng rồi. Cũng không phải sân golf nào cũng có nền đất cứng như thế này. Tôi chọn gậy 3 gỗ. 3 gỗ. Vậy là tôi cũng sẽ mất gậy 3 gỗ. Xuất sắc. Vậy là còn một trái nữa. Và tôi cũng gần hết gậy rồi. Tôi sẽ chọn cây gậy sắt cuối cùng của tôi là cây gậy 2 sắt. Là cây gậy mà tôi không có ý định sử dụng. Nhưng bây giờ không còn sự lựa chọn. Thông thường thì tôi cũng có hay sử dụng cây gậy 2 sắt. Bởi vì là bộ gậy của tôi có tới 15 cây gậy. Tôi hay thay đổi giữa cây gậy 2 sắt với cây gậy hybrid mỗi khi mình đến cuộc này trên sân và các giải thi đấu. Thế nên đã sử dụng cây gậy hybrid rồi thì tôi nghĩ cây gậy này cũng không nên tính nữa. Và tôi cũng sẽ nên mất cây gậy đó. Vậy thì không còn sự lựa chọn nào ngoài cây gậy driver. Driver để chip thì thật sự tôi cũng tập rất là nhiều cú đánh biến hóa khác nhau nhưng mà chưa bao giờ tôi tập chip bằng cây gậy driver. Chip đẹp nhất bằng cây gậy driver. Bằng cây gậy driver, cây ít sử dụng nhất. Ngày hôm nay chắc là khá may mắn với tôi. Hầu như là không bao giờ sử dụng. Thế thì tôi chỉ còn cây gậy putter. Putt từ khoảng cách 50 yard. Và thật ra tôi cũng chưa bao giờ putt từ khoảng cách 50 yard cách cờ. Và hy vọng là tôi không có làm cho gậy putter thêm đổ lốp vì cú đánh này khá mạnh. Hay quá. Một trong những cú putt đẹp nhất mà tôi nhìn thấy trong thời gian gần đây, cú putt từ khoảng cách 50 yard trên fairway và cũng để giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng anh duy nhất. Thực sự là tôi cũng không nghĩ là mình sẽ bao giờ putt từ khoảng cách này, nhưng đúng là khi mà không còn sự lựa chọn nào thì chúng ta phải sáng tạo và thích nghi. Chiến thắng duy nhất đã giành chiến thắng trong thử thách trick shot ngày hôm nay. Thông điệp của chúng tôi ở đây đó là với những cú đánh ở khoảng cách mà chúng ta có thể chip hoặc pitch thì đôi khi chúng ta chỉ hay sử dụng một hoặc hai cây gậy sở trường. Và với những tình huống như ngày hôm nay của anh Nhất và tôi, bắt buộc phải sử dụng những cây gậy không quen thuộc. Chúng ta bắt buộc phải sáng tạo và thích nghi với tình huống. Và qua đó rất có thể chúng ta sẽ có được những sở trường mới và nghĩ ra được những cách khác để đưa bóng từ điểm A đến điểm B.
thay vì là chỉ sử dụng một hai cái gậy quen thuộc. Các bạn hãy nên mạnh dạn áp dụng những chiến thuật như thế này ở trên sân, bởi vì càng có nhiều sự lựa chọn trong một tình huống thì các bạn sẽ càng có nhiều cơ hội đưa bóng vào sát cờ. Và các bạn cũng có thể có những thử thách tương tự như thế này với những người chơi golf đồng hành cùng với mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.